Tập 4. Mẹ ơi, con ăn no rồi. Con cảm ơn mẹ. Con đi rửa bát đũa. Ngồi xuống. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Từ trước tới nay, mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với con. Thậm chí còn chưa bao giờ quan tâm đến việc ăn no mặc ấm của con. Lần này là vì một chuyện nhỏ mà lại nổi nóng mắng mỏ con. Chắc con ghét mẹ lắm nhỉ? Con chưa bao giờ ghét mẹ cả. Chỉ là mẹ không thích con. Đúng là mẹ không thể thích nổi con. Mẹ xin lỗi. Năm xưa là mẹ quá ích kỷ. Mẹ không nên giữ con lại. Mẹ nên đưa con cho người khác nhận nuôi. Nếu như năm xưa con đi theo vợ chồng kia, thì số phận bây giờ của con chắc chắn sẽ không như thế này. Thậm chí còn không thua kém gì Diệp Lâm. Mẹ, con thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc so bì với Diệp Lâm. Lần đó con lỡ miệng. Mẹ đừng giận con. Mẹ nghe con nói đi. Sau này mẹ đừng nói đến chuyện đưa con cho người khác nhận nuôi nữa. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ đấy. Mẹ, không phải mẹ từng nói sao mẹ không hối hận gì đã sinh con ra. Điều mẹ không hối hận không phải là chuyện này. Vậy thì là gì? Con thực sự không biết. Đây không phải là chuyện mà trẻ con nên hỏi. Con đừng hỏi nữa. Con là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Đối với một người mẹ vô trách nhiệm với mẹ, cô trước giờ chưa từng than vãn nửa câu, cũng chưa từng căm ghét mẹ. Vậy nên mẹ không thể giữ con ở lại chịu khổ với mẹ. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu. Mẹ quyết định giao con cho ba con, để ông ấy dẫn đi. Mẹ đừng mà, con không muốn rời xa mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi con mà. Con đi theo mẹ sẽ không được sống thoải mái. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ mẹ đi tìm ba con. Mẹ, mẹ đừng đi mà. Mẹ nghe con nói, mẹ nghe con nói. Sau này con không khiến mẹ ghét con nữa được không? Mẹ không thể nào thích nổi con không hiểu sao. Mẹ, sau này con sẽ thật ngoan. Con sẽ không cãi lời mẹ nữa. Mẹ, con cầu xin mẹ đấy. Sau này con không cãi lời mẹ nữa. Con sẽ không cãi mẹ nữa. Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng làm vậy. Không được. Mẹ và cậu mãi mãi sống bên nhau. Con chỉ muốn ở cùng mẹ và cậu thôi. Con chỉ muốn cả nhà chúng ta sống bên nhau. Lẽ nào chúng ta không phải người một nhà sao? Lẽ nào không phải sao? Không phải. Từ đầu đến cuối không phải. Con, thực ra con là Là mẹ. Mẹ làm sao vậy? Mẹ không sao đâu. Mẹ cố lên. Mẹ cố lên đi mẹ. Mẹ, mẹ sẽ không sao đâu. Chúng ta đến bệnh viện. Mẹ cố lên. Mẹ à, con đi tìm người giúp. Để con đi tìm người giúp. Cô ơi, cứu mẹ cháu với. Chú ơi, mau cứu mẹ cháu với. Chú ơi, cứu mẹ cháu với. Cháu xin chú cứu mẹ cháu. Mẹ cháu sắp không ổn rồi. Cô ơi, mẹ cháu lên cơn suyễn rồi. Mẹ cháu không thở được. Cô ơi, cứu mẹ cháu đi. Mẹ cố lên. Mẹ cố lên, mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ à, cố lên. Cố lên chị Dư, tránh đường nào. Ông nội, cháu thực sự coi Dư Phi là bạn thân mới tặng giày cho cậu ấy. Không ngờ lại thành hại cậu ấy. Mẹ cậu ấy còn mắng cậu ấy nữa. Ông nói này, cháu đừng có buồn như vậy. Lát nữa gặp mẹ cô bé, ông sẽ đích thân giải thích. Được chưa nào? Dạ được. Được rồi. Cậu Trần sắp đến rồi chứ. Có chuyện gì vậy cậu Trần? Ông ơi là Dư Phi. Mau mở cửa đi. Dư Phi, xảy ra chuyện gì? Ông ơi, mẹ cháu lại lên cơn suyễn rồi. Mau cứu mẹ cháu với. Xuống xe đi. Nào cố gắng thở đi. Mẹ à, mẹ sẽ không sao đâu. Mau lên nào. Đưa lên xe đi, nhanh lên. Đưa lên xe. Chậm thôi. Dám đến địa bàn của tao gây sự. Có biết tao làm gì không? Nào, có biết tao làm gì không? Có giỏi thì đánh ở đây này. Đánh thật chứ gì. Được, bọn mày cùng đánh hay là từng đứa một? Sao nào? Nào đánh cái nữa tao xem. Đánh. Đại ca, tôi chịu thua rồi. Cắt. Tốt lắm. Cảnh tiếp theo. Cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn vất vả rồi. Tốt lắm. Diễn cho tốt nhé. Không chừng có thể nổi tiếng sau bộ phim đấy. Phó đạo diễn, chủ yếu vẫn là anh cho tôi cơ hội. Chúng ta nói một câu thật lòng nhé. Tình nghĩa của anh tôi sẽ ghi nhớ cả đời thật đấy. Diễn cho tốt vào. Anh vất vả rồi. Anh đi thông thả. Hạnh phúc đến thật là bất ngờ. Ai vậy? Không biết mình bận lắm sao? Alo. Nói nhanh lên, tôi bận lắm. Cậu ơi, mẹ cháu lại lên cơn suyễn rồi. Cậu mau đến đây đi. Tiểu Phi à, sao lại như vậy chứ? Cháu không dùng thuốc sao? Ở bệnh viện nào? Cháu đừng khóc. Cậu đến ngay đi. Được, cháu chờ nhé. Tiền, còn chưa đưa tiền mà. Phó đạo diễn hả? Phó đạo diễn, tôi muốn xin nghỉ. Nhà tôi có chuyện gấp, có thể cho tôi đi một lát không? Anh giỡn với tôi sao? Anh còn chưa quay xong. Tôi biết, nhưng chị ruột của tôi vào viện rồi, còn nguy hiểm tính mạng nữa. Anh cho tôi đi một lát đi, tôi về nhanh thôi được không? Tìm người khác đi, đừng kỳ kèo với tôi nữa. Phó đạo diễn, anh nghe tôi nói đi, tôi chỉ có một người chị thôi. Hơn nữa cháu ngoại tôi đã không còn cha, không thể mất cả mẹ nữa. Tôi xin anh, hãy cho tôi đi đi, được không? Đây là chuyện riêng của nhà anh tự mà giải quyết. Vậy tôi chỉ đành xin lỗi anh thôi. Dư Cương! Cháu cảm ơn ông. Ông đúng là người tốt. Cháu còn nhỏ tuổi mà đã có hiếu và kiên cường như vậy, đúng là khiến người ta khâm phục. Ông thấy vui thay cho Diệp Lâm khi có người bạn tốt như cháu. Dư Phi, cậu đừng khóc nữa. Tớ tin mẹ cậu sẽ không sao đâu. Dư Phi, cậu ơi. Mẹ cháu sao rồi? Cháu đừng khóc nữa. Cháu mau nói cậu biết mẹ cháu sao rồi. Nói đi, đừng dọa cậu. Cậu nghe tôi nói đã. Hiện giờ tình trạng của cô Dư không được ổn định lắm. Bác sĩ đang cứu chữa. Cậu đừng có nóng lòng. Ông ấy là ông nội của Diệp Lâm. Cũng chính ông ấy đã đưa mẹ con cháu tới bệnh viện. Cũng chính ông ấy đã nộp viện phí giúp chúng ta. Ơn huệ của ông, tôi và Tiểu Phi sẽ ghi nhớ cả đời này. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Được rồi, được rồi, cậu đừng có như vậy. Thực ra là duyên phận của hai đứa nhỏ. Ai là người nhà của Dương Nguyệt? Tôi. Bây giờ người bệnh rất nguy hiểm. Theo quy định của chúng tôi, phát thông báo bệnh tình nguy kịch. Ý cô là chị của tôi gặp nguy hiểm tính mạng sao? Mẹ ơi, mẹ! Cậu thả cháu ra. Cháu xin cậu đấy. Mẹ à, đừng bỏ con mà. Phiền anh ký vào đây. Tiểu Phi à, Tiểu Phi. Tiểu Phi. Nhờ cả vào các cô. Sao có thể như vậy chứ? Buổi sáng lúc cậu đi vẫn còn bình thường mà. Tại sao đột nhiên trở nặng như vậy? Tất cả là tại cháu. Là do cháu không ngoan khiến cho mẹ tức giận. Tiểu Phi, cháu đừng có nói lung tung. Không trách cháu được. Sức khỏe mẹ cháu vốn không tốt. Không, tất cả là lỗi của cháu. Nếu không phải sau khi cãi nhau với mẹ, cháu còn lén lút bỏ ra ngoài không về nhà, thì mẹ đã không lo lắng đến mức lên cơn suyễn. Cháu là người có lỗi. Tại sao người bị bệnh không phải là cháu? Cháu đừng có nói bậy. Sao có thể là cháu chứ? Bình thường cháu ngoan ngoãn như vậy. Ông trời thấy cháu có hiếu như vậy sẽ không để mẹ cháu gặp chuyện gì đâu. Cháu yên tâm nghe cậu đi, có được không? Hãy tin cậu đi. Mẹ cháu sẽ không sao đâu, được không? Mẹ ơi, mẹ đừng gặp chuyện gì. Con không muốn mất mẹ. Tiểu Dĩ ngoan nào, nghe lời Vú Trương, chúng ta ăn cơm nhé. Không. Ngoan nào, cháu nhìn xem. Ăn nào, ngoan nào. Không ăn. Không ăn cơm sao mà được. Không ăn. Tặng quà rồi mà còn phải đi giải thích. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy chứ. Uổng công em chuẩn bị bao nhiêu món gì Diệp Lâm giành quán quân cuộc thi múa. Mẹ à, con muốn ăn kẹo. Trong lúc ăn cơm không được ăn kẹo. Con muốn ăn kẹo cơ. Con muốn ăn kẹo, con muốn ăn kẹo. Ngoan ngoãn ăn cơm đi, nghe thấy chưa? Con muốn ăn kẹo, con muốn ăn kẹo. Mẹ con muốn ăn kẹo. Được rồi, được rồi. Nó muốn ăn cứ cho nó ăn. Cãi giả như vậy, còn ăn uống được gì? Sao có thể đòi là cho chứ? Trẻ con mà chiều quá lung tung như vậy sau này sẽ không dậy được. Anh còn nói em sao? Diệp Lâm cứ đòi tới nhà con ranh kia, em đã không cho. Chẳng phải anh vẫn đồng ý giống một người làm cha sao? Chẳng phải anh cũng đòi là cho sao? Hai chuyện này khác nhau, sao có thể so sánh được? Mạc Bình, nếu như em còn chịu con vô tội vạ như vậy, đừng nói là ba cảm thấy Tiểu Dĩ bị em chịu hư, ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy đấy. Con gái em cũng chiều từ nhỏ tới lớn, nó có hư không? Sao em? Được rồi, em đã quá mệt mỏi vì chuyện phải đi anh lắm rồi. Anh đừng có cãi nhau với em vì chuyện nhỏ này được không? Nó muốn ăn kẹo cứ để cho nó ăn, ít nhất đường cũng có năng lượng, còn hơn là để bụng đói. Vú Trương, đi lấy cho nó đi. Sao vậy Vú Trương? Ngay cả lời của tôi chị cũng không nghe, đúng không? Ai phát lương cho chị? Mau đi đi. Tôi là cha của nó, lẽ nào tôi không có quyền dạy con sao? Được rồi, cho đừng khóc nữa. Ba, có chuyện gì vậy? Không có việc gì làm nên cãi nhau sao? Ba, con xin lỗi. Con về phòng trước đây. Mẹ à, sao vậy con yêu? Sao con lại khóc? Nói mẹ nghe, có phải có người bắt nạt con không? Có phải mẹ của con sanh kia bắt nạt con không? Con nói mẹ nghe, con đừng có nói dớ dẫn. Mẹ cô bé kia gặp nguy hiểm với tính mạng, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tiểu Lâm đang lo lắng buồn bã cho bạn của mình, cho nên đã mới khóc đấy. Mẹ à, Tiểu Phi, cháu có mệt không? Nếu cháu mệt thì cứ nằm xuống ghế ngủ một giấc đi. Không đâu, cháu phải chờ được mẹ khỏe lại. Vậy trời sáng mẹ cháu mới tỉnh lại thì cháu phải chờ đến sáng sao? Cháu là trẻ con không chịu được. Cháu làm được. Đúng là cứng đầu, y hệt mẹ của cháu. Người nhà Dương Nguyệt, sao rồi? Người bệnh đã ngừng tim, chúng tôi đang kích điện, các anh phải chuẩn bị tâm lý. Đừng đóng cửa mà. Tiểu Phi à, cho cháu vào với. Cháu còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ cháu. Thả cháu ra. Mẹ, Tiểu Phi thực sự rất yêu mẹ. Cho dù mẹ không yêu Tiểu Phi thì cũng không sao. Cho dù mẹ muốn đưa con đi thì con cũng không cãi nhau với mẹ nữa. Có được không mẹ? Mẹ, con thề con không lấy giày nữa. Bây giờ con sẽ trả giày cho Diệp Lâm. Con sẽ trả cho cậu ấy liền. Con không lấy giày nữa, có được không mẹ? Con cũng không tham gia cuộc thi vẽ nữa. Mẹ mau tỉnh lại đi. Con không tranh giành nữa. Cho dù mẹ muốn con cả đời làm người vô dụng con cũng chịu. Con sẽ chịu hết. Tiểu Phi. Mẹ à, mẹ. Tiểu Phi. Mẹ à, Tiểu Phi. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi mà. Mẹ sẽ sống lại đúng không? Mẹ mở cửa ra đi. Mẹ à. Tiểu Phi con bé này, con đừng có thề lung tung. Mẹ con giận quá nên mới nói như vậy thôi, không phải là thật đâu. Mẹ cháu sẽ khỏe lại thôi, sẽ khỏe lại thôi. Mẹ à, mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Con xin mẹ đấy. Mẹ sống lại đi. Mẹ sẽ sống lại đúng không? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ à. Người và bệnh nhân đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Tình hình của bệnh nhân cuối cùng đã ổn định lại. Nói vậy là tình hình đã ổn định rồi. Thật tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Được rồi, chào anh. Vào đi. Ba tìm con có chuyện gì? Đóng cửa lại đi. Nào, ngồi xuống. Vừa nãy ba đã nghe Vú Trương kể lại chuyện con cãi nhau với Diệp Bình Đào. Cứ tiếp tục như vậy, ba thực sự lo lắng hôn nhân của bọn con sẽ rạn nứt. Nên ba nghĩ đi nghĩ lại, nếu ba không xuất hiện trong cuộc sống của bọn con, có lẽ con sẽ không suốt ngày hất hàm sai khiến nó như vậy. Nó cũng không cần phải e dè ba và nhún nhường với con. Hôn nhân không có những nỗi lo âm thầm như vậy thì con trẻ sẽ lớn lên lành mạnh. Ba, quá xa ba nghĩ như vậy. Sao ba không nói sớm chứ? Vốn dĩ ba không muốn nói những chuyện này, nhưng hôm nay chứng kiến dáng vẻ đau lòng của cô bé Dư Phi thì ba đã đổi ý. Ba nghĩ chúng ta vẫn nên nói cho rõ ràng, đừng để đến lúc các con đi ăn rồi trong lòng vẫn còn lấn cứng oán trách người làm cha này không thương các con. Ba yên tâm đi, con sẽ nghe lời ba, chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, sống tốt cuộc đời của mình, không khiến ba thất vọng. Con đi xem Diệp Lâm thế nào đi. Nói với con bé là mẹ của Dư Phi đã không sao rồi. Con biết rồi. Ba nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ, cô vẫn chưa ngủ sao? Có phải cô vẫn đang lo lắng về chuyện lúc chiều không? Cô yên tâm đi, bệnh viện gọi điện cho ông con, nói mẹ cô bé kia đã không sao rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, con mau đi ngủ đi. Mẹ, tối nay mẹ ngủ cùng con có được không? Con muốn mẹ ôm con. Được. Nào, đi ngủ thôi. Mẹ à, Dư Phi đáng thương lắm. Ba cậu ấy đã bỏ cậu ấy, ngay cả mẹ cậu ấy cũng suýt nữa không còn. Mẹ à, ngày mai mẹ cùng con đến bệnh viện thăm mẹ cậu ấy được không? Bệnh viện có gì hay mà đến chứ. Không có việc gì con đừng đến đó. Mẹ à, người mẹ tốt của con, con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ đi cùng con có được không? Nghe lời mẹ, đừng đi được không? Mẹ à, người mẹ tốt của con. Được rồi, được rồi. Mẹ có thể đi cùng con, nhưng bây giờ phải ngoan ngoãn đi ngủ có được không? Mẹ tốt của con. Nào, nằm xuống đi. Mẹ hát cho con nghe nhé. Ngoan nào. Cậu ơi, mẹ cháu tỉnh rồi. Cậu ơi. Cậu ơi, mẹ cháu tỉnh rồi. Chị tỉnh rồi sao? Tỉnh lại là tốt. Làm em hết hồn. Chị làm em hết hồn. Chị có biết chị đã lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan không? Tiểu Phi, mau lại đây. Mẹ cháu tỉnh lại rồi này. Lại đây. Chị à, chị có muốn uống chút nước không? Tiểu Phi, bón nước cho mẹ đi. Bác sĩ nói là tình hình của chị đã ổn định rồi. Chị cũng không cần phải lo lắng. Nhưng mà vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Bây giờ nhiệm vụ của chị là yên tâm dưỡng bệnh, có được không? Tiểu Phi, cảm ơn con. Cảm ơn con đã cứu mẹ. Hôm qua con bé cứ khóc mãi, luôn bị oán trách bản thân. Cứ nói nó hại chị thành ra như vậy. Em nói là không phải, nhưng mà nó không tin. Em nói kiểu gì nó cũng không tin. Cứ như là bị điên vậy, không thể ngăn cản được. Chị mau nói nó đi. Tất cả là tại mẹ, không phải là lỗi của con. Mẹ không trách con. Mẹ à. Mẹ. Mẹ à. Con thực sự rất sợ mất mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi con. Phải như vậy chứ. Như vậy tốt biết mấy. Dù sao cũng là con gái ruột mà. Chị không yêu đó thì yêu ai? Tiểu Phi à, mẹ cháu yêu cháu. Bệnh gì cũng thật là không có gió mà sao cay mắt như vậy. Được rồi, không sao. Con à, những cố gắng và nỗ lực của con mẹ biết hết. Nhưng cô là con gái của Dương Bạc Bình. Hãy tha thứ cho mẹ không thể yêu con thật lòng. Bây giờ mẹ chỉ cố gắng bù đắp những tổn thương đã gây ra cho con. Mẹ thực sự không hiểu. Ở trường có nhiều bạn học như vậy, sao con cứ phải kết bạn với cô bé đó chứ? Cậu ấy tốt bụng, hơn nữa cậu ấy cũng rất kiên cường. Mẹ biết không, con với cậu ấy sinh cùng ngày đấy. Vậy thì đã sao chứ? Một ngày có biết bao nhiêu đứa trẻ ra đời. Con nên vui mừng vì được đầu thai vào nhà chúng ta. Con biết rồi mẹ. Nhanh lên mẹ. Mẹ biết rồi. Đi nào mẹ. Con đi chậm thôi. Mẹ cũng đâu quen người ta, đi thăm làm gì chứ. Đau, ăn táo thôi. Ngốc quá. Đau, Tiểu Phi cũng có. Cẩn thận nha. Cậu cũng ăn. Dương Nguyệt, tới giờ kiểm tra rồi. Mau lấy xe lăn đi. Dư Thái Hậu khởi giá. Mau lên mẹ, thang máy đến rồi. Được rồi, chậm thôi con. Nhanh lên mẹ. Tầng mấy vậy? Ông nội bảo là tầng 3. Nhìn con vui chưa kìa. Thang máy đến rồi, đi thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Đi nhanh lên đi mẹ. Chào cô, xin hỏi bệnh nhân lên cương xuyển được đưa vào túi qua ở phòng nào? Bệnh nhân tên là gì? Cô chỉ biết mọi người gọi gì ấy là dì Nguyệt. Dì Nguyệt, làm phiền cô tra giúp tôi. Được. Có phải tên là Diệp Lâm? Dư Phi, Diệp Lâm sao cậu lại ở đây? Tớ và mẹ tớ đến thăm cậu. Mẹ cậu vẫn ổn chứ? Mẹ tớ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu. Cháu chào cô. Đây là quỹ trẻ em nghèo có được từ lần quyên góp trước, cho nhà các cháu dùng tạm. Cầm lấy đi. Cháu cảm ơn, nhưng cháu không thể lấy số tiền này được. Tại sao? Chẳng phải nhà cháu rất nghèo sao? Mẹ. Bởi vì ông đã giúp bọn cháu một lần rồi, nên bọn cháu thực sự không thể lấy nữa. Cháu cảm ơn bác. Mong bác hãy đưa số tiền này cho những người cần tiền hơn nhà cháu. Cũng có khí phách lắm. Thảo nào ba của bác lại thích cháu như vậy. Diệp Lâm, mẹ chờ con ở dưới tầng. Đừng chơi lâu quá. Dư Phi, mình xin lỗi. Thật ra mẹ mình không có ác ý đâu. Mình biết. Cảm ơn cậu đã đến thăm mẹ mình. Chỉ có điều bây giờ mẹ mình đang kiểm tra, chắc mất một lúc lâu mới về phòng được. Tớ cũng là do để quên một số số liệu nên mới quay về lấy. Hay là để lần sau đi. Dư Phi đúng là không khéo chút nào. Ngày mai mình phải ra nước ngoài rồi, không có thời gian thăm mẹ cậu nữa. Sao lại nhanh như vậy? Ngày mai đã đi rồi sao? Mình nghĩ còn 2 ngày nữa mẹ mình xuất viện sẽ mang túi đến trả cậu. Tại sao chứ? Mẹ cậu vẫn giận cậu sao? Đâu có. Mẹ mình không giận mình. Tóm lại mình nhất định phải trả chiếc túi đó lại cho cậu. Nó không phải là đồ của mình. Dư Phi, có phải cậu không muốn làm bạn với tớ nữa không? Không phải đâu, cậu yên tâm đi. Chúng ta mãi mãi là bạn thân. Thật sao? Nói lời giữ lời. Móc tay 100 năm không thay đổi. Bạn thân. Chậm thôi. Tất cả những thứ này đều chuyển đi. Đúng đúng. Chậm thôi, chậm thôi. Cẩn thận đấy, chậm thôi. Nào, trong này có đồ quý giá. Phải cẩn thận đấy. Các một kiểm tra đều không có vấn đề gì. Được đấy chị, lợi hại quá. Cậu nhẹ tay thôi. Được, cậu biết rồi. Ngày mai chị sẽ xuất viện. Nhưng bác sĩ nói là chị phải ở lại theo dõi. Còn phải truyền dinh dưỡng. Chị đã khỏe rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Chị à, có phải chị lo lắng chuyện tiền nong không? Chị yên tâm đi, chuyện này cứ để em. Chị không cần lo. Mẹ yên tâm đi. Con có tiền. Bây giờ con sẽ về nhà lấy tiền. Thôi, chuyện của người lớn cháu xía vào làm gì? Cháu có tiền gì chứ? Có chứ. Vậy con có tiền không? Cháu là đồ vô lương tâm. Mỗi lần ăn mì đều do cậu trả tiền đấy. Đâu có, lần trước cậu ăn mì vẫn còn nợ tiền người ta. Cuối cùng vẫn là cháu trả. Cậu cố ý đấy. Cậu cố ý không trả tiền. Mỗi lần cho 4 miếng thịt. Cháu có biết là ông ta chỉ cho 3 miếng. Bây giờ ông ta càng ngày càng lương lẹo. Cháu không hiểu đâu. Mình không thể ích kỷ nữa. Ngày mai mình phải xuất viện, tìm Dương Bạc Bình, nói cho rõ chuyện này. Cháu đừng nói dớ dẫn. Cháu có tiền gì chứ? Nói lung tung. Từ từ thôi. Cái này đặt ở cướp sao? Từ từ thôi. Trong này có đồ quý giá đấy. Mấy cái này để ở trước xe. Cẩn thận nhé. Đừng chạy nữa Tiểu Dĩ. Cháu không nghe lời sao? Đặt nhẹ thôi. Cái này giết mã, cháu giết vua. Đây, ông thua rồi. Xem cháu kìa, sao thắng ông mà cháu lại vui như vậy? Đương nhiên rồi, từ trước tới nay cháu chưa từng thắng ông mà. Cháu ngoan, đến anh hãy học hành chăm chỉ. Ông biết cháu rất thông minh. Khi nào cháu lớn lên trở về, ông sẽ để cháu tiếp quản vị trí này. Nào, móc tay. Móc tay 100 năm không thay đổi. Sao vậy? Con sẽ trả đôi giày kia cho Diệp Lâm. Hôm qua lúc Diệp Lâm đến thăm mẹ, con đã nói với cậu ấy rồi. Hôm qua Diệp Lâm đến bệnh viện sao? Sao mẹ lại không biết? Lúc đó mẹ vẫn đang kiểm tra sức khỏe. Sau đó con cũng quên nói với mẹ. Nhưng mà bây giờ Diệp Lâm cũng không thể đến nữa rồi. Hôm nay cậu ấy sẽ đi anh. Đi anh. Hôm nay. Dân, sao vậy mẹ? Cô bé con nói là đi chuyến mấy giờ không? Mẹ, mẹ vẫn chưa đi được đâu. Mẹ còn chưa truyền nước xong mà. Tiểu Phi, mẹ nói rồi. Con đi mua chút đồ ăn cho mẹ được không? Mẹ chờ con nhé, con sẽ về nhanh thôi. Mau đi đi. Dân là tôi không phải. Anh có thể tha thứ cho tôi một lần không? Anh đại nhân đại lượng cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, được không? Tôi cầu xin anh đấy. Tôi không thể chờ được. Như vậy đi, anh cho tôi vay ít tiền, được không? Anh không cho vay thì thôi. Dừng xe. Tài xế, tài xế, tài xế. Đến anh phải ngoan đấy. Đừng để nó nói tiếng Anh suốt ngày. Sau này lại thành Tây. Con biết rồi. Ba yên tâm đi. Được rồi Diệp Lâm, cháu sẽ không quên ông chứ. Tiểu Lâm à, ông yêu con như vậy, con hãy cảm ơn ông đi. Ông ơi, cháu đã mang cả ảnh của ông theo. Cháu sẽ ghi nhớ giọng nói của ông. Ông ơi, cháu sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho ông. Ừ. Anh ơi, có thể đi nhanh hơn một chút được không? Tôi thực sự có việc rất gấp. Ông trời ơi, nhất định phải để con đuổi kịp. Sai lầm này không thể tiếp tục nữa. Chị à. Chị. Mẹ ơi con. Tiểu Phi, mẹ cháu đâu? Cháu không biết. Vừa nãy mẹ cháu vẫn ở đây mà. Kỳ lạ. Cháu chào ông. Ba mau vào nhà đi. Dừng xe! Dừng xe! Dừng xe Dương Mạnh Bình! Con gái cậu ở chỗ của mình này, đừng đi! Cậu đừng đi bà! Con gái cậu ở chỗ mình này! Mình hối hận rồi! Mình hối hận rồi! Mình đã hối hận rồi!